Hello anh em, hôm nay mình sẽ làm video clip làm thế nào để bắt đầu tập luyện freestyle football, bóng đá nghệ thuật, tân bóng nghệ thuật. Mình biết là cái chủ đề này sẽ rất ít người quan tâm tới. Tại vì sao này? Đa số các bạn xem video clip của mình chắc là đều mong muốn mình hướng dẫn những cái về bóng đá thuần túy. Nhưng làm thế nào để tập luyện freestyle football là một chủ đề mình bắt buộc mình phải làm. Tại vì mình nghĩ là sẽ có một số anh em họ có một vấn đề gì đó, họ không thể chơi bóng đá thuần túy được thì họ phải chọn một môn thể thao nó nghệ thuật hơn. Thì mình nghĩ bóng đá nghệ thuật, tân bóng nghệ thuật freestyle football sẽ phù hợp với những anh em đó. Nhân tiện đây mình chia sẻ anh em luôn là mình là một freestyler football, tức là mình chuyên biểu diễn tân bóng nghệ thuật, bóng đá nghệ thuật, làm những cái bóng đá rất là nghệ thuật trên sân cỏ, chứ mình không phải là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Mình không thi đấu bóng đá nhiều, nhưng mình chỉ có thể đá bóng ở một cái tầm khá là cơ bản và bình thường như tất cả mọi người. Và tại sao mình làm YouTube lại không thuần về bóng đá nghệ thuật, tân bóng nghệ thuật nhiều mà mình làm về bóng đá thuần túy, là tại mình thấy là rất ít cầu thủ chuyên nghiệp lên YouTube và chia sẻ về những cái kỹ năng, về những cái phương pháp để tập luyện bóng đá sao cho hiệu quả. Thì mình thấy không ai làm điều đó nên thành ra mình quyết định mình làm. Chứ còn mình là một người chuyên biểu diễn tân bóng nghệ thuật, bóng đá nghệ thuật và chơi freestyle football rất là lâu rồi. Mọi người nếu mà ai dân trong nghề thì có thể biết đến mình, Phạm Trọng Thi, Thi Vita Soccer. Ok, không lan man nữa, bây giờ là vào trọng tâm của nội dung video clip ngày hôm nay. Đó là làm thế nào để bắt đầu tập luyện freestyle football. Check it out. Và giờ khâu chuẩn bị giày và bóng để tập luyện freestyle football. Thì để chuẩn bị giày, chúng ta sẽ cần những đôi giày để bằng, giày futsal để bằng như thế này. Tất cả đều là giày để bằng để đi lại nó việc dễ dàng hơn. Đừng nên chọn những đôi giày đá banh có đinh thì chúng ta sẽ đi lại trên mặt đất nó khó khăn. Hoặc giày sneaker vẫn được, giống như đôi Ultra Boost mình đang mang đó, vẫn là một dòng gì thời trang nhưng vẫn tập freestyle football được. Nói chung là về giày chúng ta chỉ cần chọn một đôi mang vào thấy thoải mái trên chân và có thể tân bóng cảm thấy thoải mái và để bằng là được. Thì mình offer ở đây là mình có xài đôi Umbro đây, mới mua sau này, và trước là mình xài Copa Adidas Copa. Đó. Rồi về bóng để tập luyện thì mình sử dụng bóng chính hãng của Adidas. Đây là hai quả bóng official, một quả của Euro 2016 và quả còn lại là World Cup 2018. Hai quả này thì là hai quả bóng chính thức của các giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới. Tại sao mình offer là nên sử dụng những cái quả bóng loại tốt như thế này? Tại vì khi mà một quả bóng tốt thì nó có độ cân và độ bền rất là tuyệt vời. Và tập freestyle football thì đòi hỏi là một quả bóng tốt thì anh em tập mới dễ dàng được, chứ quả bóng bị méo này nọ thì anh em sẽ cảm thấy rất là khó tập luyện. Mà nếu như anh em thấy mua những quả này giá quá cao, ví dụ như quả này là 2,6 triệu nè, quả này là 3,2 triệu nè, thì cái chi phí nó cũng khá là cao, anh em không mua được, thì anh em có thể xem dưới description của mình sẽ offer một cái quả giá tầm 1 triệu thôi. Hoặc inbox Facebook cá nhân của mình hoặc fanpage của mình có thể order mua về cho anh em. Có một cái quả bóng nữa là quả tên là Minta. Đó là một quả bóng đặc thù dành cho chơi freestyle football, nhưng mình nghĩ là anh em chỉ nên mua về để trưng bày thôi, vì cái độ bền của quả bóng nó không cao. Chất liệu nó tập nhiều thì mau bị hỏng, giá lại cao nữa, lại khó mua tại thị trường Việt Nam nữa, nên thành ra anh em cứ mua những quả bóng size 5 như thế này, bóng đá thuần túy bình thường, loại xịn một tí để hỗ trợ việc tập luyện được tốt. Rồi giày xong rồi, bóng xong rồi, thì chúng ta chỉ cần tìm một góc nhỏ tại nhà, ra sân bóng bất cứ nơi đâu để có thể bắt đầu tập luyện. Đó là một cái địa điểm lý tưởng để tập, không làm phiền đến mọi người. Ưu tiên là mình nghĩ là nên là sạch sẽ và kín đáo, không nên để cho mọi người xem mình tập luyện.
hãy tập kín ở đâu đó chỉ có mình với quả bóng của mình thôi. Bóng dày địa điểm. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện nhé. Ok, giờ mình đã ra sân rồi, tìm một sân trống trải để tập luyện. Sân này quá rộng luôn rồi, nhưng mà anh em chỉ cần một góc nhỏ tại đây thôi là có thể tập luyện được rồi. Freestyle football là mình sẽ dùng tất cả các bộ phận trên cơ thể để mình thể hiện cái kỹ năng của mình đối với quả bóng. Có 4 thành phần cơ bản. Thứ nhất là upper, là những động tác trong bóng bằng đầu, phần thân trên. Thứ hai là lower, là những động tác tơ bóng bằng thân dưới, đầu gối, chân. Thứ ba là sit down, là thi triển những cái động tác tơ bóng khi đang ngồi. Thứ tư là raw move, là thực hiện những động tác rơi dắt bóng trên mặt đất. Rồi anh em chưa biết những cái đó thôi, giờ mình sẽ nói về vấn đề nền tảng. Nền tảng là sao? Là để tập freestyle football thì chúng ta phải biết tâng bóng bằng hai chân và tâng bóng bằng đầu. Và mình có làm clip hướng dẫn tâng bóng bằng hai chân và tâng bóng bằng đầu cơ bản rồi. Anh em có thể xem lại, mình để trên góc nè, anh em clip rồi xem lại nhé. Rồi, đó là yếu tố nền tảng, anh em phải bắt đầu phải có hai cái đó trước thì anh em mới tập những cái nâng cao hơn được. Rồi, tiếp theo là về phương pháp step by step. Tức là cái động tác đó diễn ra thì anh em sẽ không tập ngay cái động tác đó liền mà phải tập những cái động tác khác bổ trợ để làm được cái động tác đó ở khâu cuối cùng. Ví dụ như mình tập động tác around the world thì bắt đầu để tập động tác around the world, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc phải giữ foot stone như thế này. Ok, giữ foot stone. Rồi, cái thứ hai á là sau khi mà giữ foot stone được rồi thì chúng ta sẽ hất lên vòng quanh quả bóng cho nó tạt chạm dưới đất một cái rồi mình bắt đầu tăng tiếp ha. Đó là step 2. Rồi step 3 là sao? Là cũng là giữ foot stone, nhưng kỳ này chúng ta sẽ cố làm nhanh hơn, đừng để bóng rớt xuống đất. Rồi cuối cùng là đang tưng và làm dễ đúng không nào? Đó là cái phương pháp step by step. Sau khi mà anh em đã làm được step by step và làm thành công cái động tác around the world rồi thì chúng ta sẽ qua tới là phương pháp tỷ lệ. Tỷ lệ ở đây mình nói là về tỷ lệ master, là chúng ta sẽ phải làm động tác đó nhiều lần để thuần thục và mình chắc chắn là mình làm là phải thành công chứ không phải là làm mà hên xui. Ví dụ như là mình đã master kỹ thuật around the world thì mình làm 10 lần liên tục được như thế này. 1 2 3 4 5 6 Ok, đó là mình đã master kỹ thuật around the world thì mình làm 10 lần liên tục đều thành công 10 lần. Đó là về phương pháp tỷ lệ. Chúng ta đã biết về phương pháp step by step và phương pháp tỷ lệ rồi. Và cái cuối cùng là phương pháp duy trì. Duy trì là chúng ta sẽ mỗi ngày dành ra bao nhiêu tiếng đồng hồ để mình làm lại cái kỹ thuật đó bao nhiêu lần. Ví dụ như là mình nếu như mình không tập luyện động tác around the world hàng ngày thì đến một thời điểm mình sẽ không còn làm được động tác around the world nữa. Thì đó là cuối cùng là phải là phương pháp duy trì. Ok, anh em đã nắm được 3 phương pháp này thì lúc đó mình cũng đã ứng dụng vào cái kỹ năng tập luyện các động tác khác của mình thì chúng ta mới có thể mau chóng tiến bộ được. Ok, và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ ở đây đó là chúng ta phải thật sự đam mê và hứng thú tập luyện, chăm chỉ tập luyện và nhiệt huyết với nó, với bộ môn freestyle football này tới cùng. Vì những động tác trong freestyle football khi mà anh em tập luyện mất rất nhiều thời gian, có những cái động tác mình phải mất cả tháng trời mình mới bắt đầu làm được lần đầu tiên và nó rất khó, không phải là một ngày sớm một ngày chiều là anh em có thể làm được cái động tác đó ngay được ha. Nên thành ra cái yếu tố cuối cùng là phải thật sự đam mê. Và thật ra là môn này nó cũng không đem về nhiều kinh tế cho mọi người, nên nếu anh em nào tập luyện hãy xem nó là một bộ môn giải trí hàng ngày
đừng xem nó là như cái nghề giống như mình đang theo đuổi. Vậy thật sự là bộ môn này cũng không đem về nhiều kinh tế cho mình. Ok, mình vẫn tập luyện duy trì vì mình đam mê bộ môn freestyle football này. Rồi, nếu em thấy video clip này hay thì like cho video clip này nhé. Và đừng quên subscribe channel YouTube của Thitai Soccer vì mình sẽ còn làm rất nhiều video clip về hướng dẫn bóng đá nghệ thuật, bóng đá đường phố. Ok, mình Phạm Thông Thi, xin chào và hẹn gặp lại.